Ngừng so sánh. Vô tình tôi xem được một bộ phim ngắn được giải Oscar có tựa đề The Neighbor's Window. Bộ phim có kể đến một câu chuyện rất hay. Nữ chính Ali là một bà nội trợ. Cô bận rộn mỗi ngày với công việc nhà, chăm sóc con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Một ngày nọ, qua ô cửa sổ nhà đối diện, Ali nhìn thấy đôi vợ chồng. Họ ca hát nhảy múa ôm nhau thắm thiết và có rất nhiều người bạn đến chung vui. Nhìn cảnh hạnh phúc ấy, cô không khỏi ngưỡng mộ và ganh tị. Nhìn lại bản thân hàng ngày, cô quay cuồng với ba đứa con nhỏ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, hàng trăm công việc đến không kịp thở. Và ngày ngày cảnh tượng phía sau ô cửa sổ đó khiến tinh thần cô ngày càng tồi tệ. Một ngày kia, cô nhìn thấy người đàn ông cạo trọc đầu nằm trên giường, sắc mặt không được tốt lắm, còn người vợ thì ủ rũ, có lúc ôm mặt khóc vô cùng đau khổ. Vài ngày sau, có hai người đến khiêng cỗ thi thể rời đi. Ali cảm thấy khó hiểu, vội xuống lầu và gặp cô hàng xóm kia. Điều Ali không ngờ là cô ấy nhận ra mình. Chị sống ở tòa đối diện đúng không? Ba đứa trẻ nhà chị đáng yêu thật đấy. Em thường lén nhìn trộm sang nhà chị, vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống vui vẻ bên ấy. Hóa ra người đàn ông kia mắc bệnh nan y, vì khoảng thời gian không còn nhiều, nên họ cố gắng sống những ngày hạnh phúc và vui vẻ ngắn ngủi bên nhau. Bộ phim ngắn nhắc nhở rằng, nếu chúng ta cứ mơ ước hạnh phúc của người khác, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, dễ rơi vào chán nản, phiền muộn. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đứng núi này trông núi nọ, bao lâu chúng ta còn chăm chú, đứng ngọn đồi này nhìn cỏ ngọn đồi kia xanh hơn, chúng ta sẽ bỏ lỡ hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Hãy ngừng so sánh cuộc sống mình với người khác, nhưng tập khám phá những may mắn, đếm ân sủng ta nhận được mỗi ngày. Nhờ đó ta thêm lòng biết ơn và được hạnh phúc bạn nhé. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày để yêu thương.